Các bạn thân mến, đây là nông cơ Nguyễn Văn Châu. Địa chỉ là thị trấn Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Gần vòng xoay Ngãi Giao các bạn nha. Thì số điện thoại là đây 0913 719 579, 0913 948 706 ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay về cái máy, mà cái máy động cơ, trước tiên là mình quay động cơ máy dầu cho các bạn xem trước. Máy dầu mà máy này mình chưa đâu nha, mình quay về cái máy động cơ máy máy một trước. Chào anh, em xuống em quay máy động cơ máy một tí xíu anh nha. Dạ, quá trời luôn. Rồi đây là máy một, rất là nhiều loại ha, máy của Nhật nội địa nè, NS40 nè, rồi SS80C nè, đủ loại. Đây, máy của Nhật nè, rất là nhiều loại luôn các bạn, Mitsubishi nè, Yamaha nè. Rồi, đó. Các bạn thấy rất là nhiều, cả hàng nghìn cái, là đủ các loại hết. Máy thùng kho có, cái dòng dưới ở dưới này thì mình thấy máy thùng kho nhiều nè. Máy thùng kho có NS40. Máy quạt gió có, máy bật đạn có. Đủ mọi loại. Thì nếu mà các bạn muốn mua cái loại nào á thì các bạn cứ alo cho ông chủ, rồi chủ họ sẽ alo cho các bạn nha. Rất là nhiều. Chủ họ sẽ Zalo cho các bạn, tại vì có cái cuộc gọi tới mình làm mình ấy đi ha. Rồi. Rất là nhiều. TF120. Rồi. Đây, Mitsubishi. Nó quá nhiều đi, không cơ mang nào mà cho sẻ các bạn ơi. Kuta có, Yamaha có nè, R65 nè. Đó, rất là nhiều luôn. Mình chỉ có đi giống như đi dạo cảnh xem hoa, chứ còn để cho các bạn biết được là ở đây nó có một cái lượng máy nhiều như vậy. Các bạn có nhu cầu thì nói chung dễ lựa chọn ha. Đây, để mình đây, như dạo cảnh xem hoa Kubota nè. Mình đi thử rồi. Đây. Đây. Isuzu có nè. Suzu, Mitsubishi nè. Rồi Isuzu nè. Kubota nè. Sanma NS rồi NF đó ha. Đủ các loại. Thùng kho có, chất nước có, hàng hệ cũng có, rất là nhiều luôn, cho bạn tham quan một tí. Mitsubishi.
Có mấy con này là gỡ ra từ máy xúc lúa nè các bạn. Máy xúc lúa thành thử ra là nó có những cái lưới mà để chấn rác. Lưới để chấn rác. Rồi có những con rất là khủng luôn. Con này con gì ta? Kubota. Này có đề nè. 25 gì? 25T. Rồi, mình chỉ có quay sơ qua giống như dạo cảnh xem hoa thôi. Rồi các bạn nào mà có nhu cầu thì alo với ông chủ ha. Rồi muốn chọn cái nào thì muốn mua loại nào thì cứ alo. Rồi nếu có thì bên đó sẽ test máy đồ Zalo rồi cho các bạn xem ha. Đó. Có cả máy máy L nè. Đó, rất là nhiều loại. Nhiều lắm các bạn. Rồi. Các bạn nếu mà có nhu cầu thì cứ alo theo số điện thoại là 0913 719579, 0913 948706 nha các bạn nha. Rồi, nếu các bạn có nhu cầu, rồi mến chào các bạn.